Đây là thủ trưởng Tuấn, người đã gắn liền với biển khơi rất nhiều năm, còn giái cá giữa biển khơi. Chàng có mái tóc bạc hai bên rất là đàn ông, bản lĩnh, ok, giữa biển khơi, một anh hùng. Em phỏng vấn anh thì anh ở đâu ạ? Em ở vùng 4 đấy. Ở vùng 4, đấy, một sĩ quan hải quân ở vùng 4. Đây là nghệ sĩ Cẩm Tú đang cầm con cá bò. Cái này gọi là bò gì nhỉ? Bò sừng. Bò sừng, một con cá bò sừng. Bò dai, bò dai do giái cá Tuấn vừa mới lấy lên từ đất, từ biển khơi mênh mông. Còn đây là một chậu cá gồm có con sọc sọc cá gì nhỉ? Đổ ra đi. Đủ loại cá. Có con này ngon lắm, nạc lắm này không? Con này kho mắm ngon. Nghệ sĩ Cẩm Tú rất tâm huyết với cá, bởi vì là chị là người quê gần biển, mà nó quánh cho sách tay đây em ạ. Đấy, đấy, đấy. Sống lâu phết. Đây là anh Dương Quý. Nó gọi là Dương gì biết là cái gì là biết rồi, Dương Quý. Dương Quý là cái gì nhỉ? Dương gì cũng được. Anh là người trong tổ điều hành lên xuống xuồng và vận hành con tàu bán thính của chúng ta đi trên biển 11 ngày. Ăn thì thả nó lại đi. Còn về mồi thì là mồi con cá chuồn. Anh Tuấn ơi, có phải cá thu thích cá chuồn không? Đây là con cá chuồn bay trên biển. Tú Tú, mày tiện tay đăng tanh mà mày xách hẳn lên, mày xách hẳn lên anh quay bắt. Co co. Bay lên bò. Bay nhiều. Em xách xách lên. Ra nhặt cả chậu luôn, còn không thèm ăn luôn. Em xách xách con cá chuồn lên anh quay bắt. Đây chuẩn bị quay một con đang kéo lên này. Đây là cá chuồn nhá, có hai cánh là để bay nhá. Cá chuồn. Cá chuồn. Để anh quay hơn. Đây đây đây, vừa đồng chí kia vừa câu là con. Cá này gọi là cá gì anh? Cá chố. Cá chố. Đấy, mắt chố. Con này ngon cái mắt. Tội gớm kiếp. Cái này kho dưa cơ mà, thôi xong. Hết tội. Đấy là để nó to thì nó sẽ khác. Con này to được. Nó cá bò cơ mà. Cá bò mà. Bò nó thế mà. Nó lớn được.